Xin chào các bạn đã đến với kênh Điện tử Nhật Tùng Hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn tạo một cái khóa học STM32 Cực kỳ cơ bản cho những người mới bắt đầu Còn những các bạn mà học lâu rồi thì các bạn có thể bỏ qua nhé Và khóa học này mình sẽ lập trình trên hai phần mềm Là STM, QBMX và C Ngoài C thì nó còn một cái phần mềm là QBX nữa Các bạn có thể dùng phần mềm đó lập trình nha Nhưng mà mình quen cái dùng cái phần mềm này rồi là mình sử dụng tại vì hai cái lệnh truy xuất hình như là, là nó giống nhau khá là nhiều á mình tra mình thấy là cái giống nhau khá là nhiều ok trước khi đi vào bài thì mình sẽ có một vài thông tin hiện tại mình có một cái trang youtube cái kênh youtube này thì mọi bài viết mình đều đăng lên trên này thôi mình không có đăng đi đâu hết á ừ. cái thứ hai là các bạn có thể không thích xem video cũng có thể đọc lóc ha mình có viết lóc cứ bài nào ra thì mình sẽ viết lắp bài đó các bạn không thích xem video các bạn có thể đọc lóc nếu bạn nào muốn ủng hộ mình có thể mua qua kênh điện tử nhật tùng này à, mình có thể cái giá nhưng mà cái này hiện tại chưa có hoàn thiện nha nên nếu các bạn muốn mua thì các bạn cứ sọ một lít mình gửi cho mình qua zalo sau đó mình sẽ chết và mình sẽ báo giá lại cho các bạn rồi ok đầu tiên ở bạn mở cái phần mềm này lên mình thiết lập trên này sau đó mình sẽ build qua cho phần mềm kelsey À, đối với hai cái phần mềm phần mềm KC thì mình có chỉ các bạn cài ở trên cái trang huỳnh com này nha à, trên trang này. Còn đối với cái phần mềm này thì các bạn lên trang gốc của nó tải về thôi. Cái này tải về rất là dễ cài và nó bắt cài nói chung nó bắt nét cái gì thì các bạn cứ nhấn nét cái đó là ok nên là mình không có chỉ rồi hôm nay mình sẽ học cái bài đầu tiên gọi là cực kỳ cơ bản là bài cấu trúc chương trình và cộng với lại một con led nó chép chép nay mình có con letter nha cái này là cái hôm trước người ta nó đặt hàng xong mình làm demo cho người ta xong rồi người ta cho luôn nên là mình sử dụng chứ còn cái này không phải là mình làm ra để làm gì chẳng qua nó chỉ là ra hai cái hàng chân này có một vài chân nguồn có cái màn hình LCD cho i 2 c có cái máy chân ký hiệu của nút nhắn vậy thôi đơn giản ha cái này chẳng qua người ta đặt nên mình làm rồi đầu tiên mình sẽ nhấn file new project cái con mình đang sử dụng là con stm 32 F10 STM32. Đây. S cho bài, bài Mình STM32 F103 à, C8. Mình đang gắn là con C8 và T6. Ví dụ sau này mình không thích dùng con này mình dùng con khác thì cũng gắn y chang như vậy ha. Cấu trúc mọi thứ thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Nhấn start mình để cho nó đều đều lại đi Cho cái camera của mình nó không được thẳng á rồi sau khi các bạn nhấn star không thì nó ra như thế này mình đang gắn cái con led đơn này vào chân số b12 thì các bạn nhấn vào b12 nhấn vào abook nha ừ. nhấn vào abook rồi ok bên system core này thì cái chỗ gb io nó có cái chỗ là nubun này Up and down á thì cái này là nó hỏi là mình có gắn điện trở kéo lên hay không ở đây mình đang dùng một điện trở con led thôi nên mình không có gắn điện trở gì hết kéo lên hay kéo xuống cái đây là dành cho nút nhắn thì nhiều hơn còn hầu giờ led thì mình sẽ không có gắn cái này thì giữ nguyên cái này thì mình cứ giữ nguyên thôi cái chỗ mà rcc này á thì mình không có chọn nó dao động ngoài nó gắn vào hai chân này à, hai ký hiệu của nó mà mình dùng dao động nội nên là mình đi sai bộ luôn cho nó tiện nha vào cái này á thì mình đang sử dụng cái mặt này nè htlink v2 nhá mình đang sử dụng cái mặt này nên là mình chọn nó là serial Y để cho nó nạp luôn rồi còn mấy cái analog timer connect này kia mình chưa có dùng nên là mình để để lại rồi tiếp theo tới hình clock thì mình giữ nguyên mình dùng thẳng nội thì mình cứ giữ nguyên như thế này khi nào cần thiết lập clock thì mình sẽ nói sau còn bây giờ mình chưa nhé vào project manager thì mình đặt cái tên thì mình có thể đặt cái tên là bài 1 cấu trúc rồi led đơn à, mình có thể đặt cái tên gì cũng được mình lưu vào đĩa dstm32 nhé các bạn có thể lưu vào ổ đĩa nào cũng được ừ, do mình quy định cái chỗ này các bạn chọn là mdk nếu các bạn đang lập trình cho con kelsey version của nó là version 5 đây kelsey version 5 code này thì các bạn nhấn vào copy only nhé rồi sau khi các bạn nhấn xong rồi các bạn nhấn vào này mình open nó lên nhé à, mình build như thế này là thành công bên bên của bạn này rồi xong sau khi mình build xong thì mình vào đây à, location view đây có men nhé men c mọi thứ nó đều nằm hết trong này à, mình không thích mấy cái này mình cũng có thể xóa đi thường thường thì mình xóa hết mấy cái này đi à, mình xóa hết để chi để xíu nó mình kiểm soát cái chương trình mình viết cấu trúc mà nếu mà nó để sẹt sẹt sạch này thì nó rất là khó nhìn nha mình thì mình không có thích để còn bạn nào không muốn tốn thời gian thì các bạn có thể để nha à, cái đoạn này mình xóa nó hơi lâu xíu các bạn có thể lót nó qua à, hôm nay mình sẽ viết cái bài đầu tiên là cấu trúc kết hợp với lời nhấp nháy led đơn hoặc là sáng led đơn muốn cái nào cũng được cái chỗ này á, sau này mình sẽ để là khai báo thư viện cứ sau này có thư viện nào các bạn cứ gắn ngay cho vị trí này, à, có thư viện nào các bạn gắn ngay vị trí này. À, ở đây mình nhắc lại là mình chỉ cho những bạn chưa bao giờ tiếp cận về cái con STM này. Bây giờ các bạn muốn tiếp cận cơ bản thì các bạn nên xem nhé. Còn các bạn thông thạo rồi, các bạn biết rồi thì các bạn bỏ qua giúp mình nha. À, ví dụ sau này mình có thư viện LCD, thư viện i 2 c à, các cái thư viện mình có thể chèn vào đây. Sau dưới này là các cái định nghĩa. Nếu có Mình có thích định nghĩa cũng được Còn không thích thì thôi Ở đây mình sẽ định nghĩa cho nó một vài cái Rồi mình sẽ thăng Defy à, Mình có một thằng led Mình gpio pin Mình đang gắn cái con led của mình gắn vào B12 nha B12 thì mình gắn nó là 12 Thằng thăng Defy Bọc led uhm gbio 1 b tài. Mình sử dụng nguyên một bọt. Ừ, mình định nghĩa một một bọt và mình định nghĩa một trang của cái bọt đó. Đối với phần mềm này thì nó bắt mình định nghĩa hai cái độc lập. Ví dụ các bạn lập trình cho bit avr này kia thì chỉ cần định nghĩa một một cái định nghĩa là nó bao quát luôn. Còn thằng này thì nó tách ra. Rồi tiếp theo là các cái khai báo biến. À, mình có giả sử mình có i này này t mình có biến trạng thái, các bạn có thể dùng int một biến trạng thái hoặc là dùng biến lon 32 bit gì đó ha, in sai hoặc là sai là có dấu hay không dấu, mấy này thì dễ rồi, nói chung cái phần định nghĩa thì các bạn đã chạm tới stm thì các bạn sẽ biết được mấy cái khai báo biến này rồi. Nếu như mà các bạn chưa có nhận định được là cái biến của các bạn ấy, sử dụng bao nhiêu giá trị, thì các bạn cứ cho nó là long hết 32 bit là ok hết, không nhất thiết gì phải tiết kiệm, tại vì ở đây mình đang hướng tới là cơ bản mà khi các bạn làm cơ bản thì tất nhiên cái chương trình các bạn sẽ không có lớn mà chương trình không lớn thì sẽ không tốn nhiều bộ nhớ nên không cần phải tối ưu cái biến này làm gì các bạn cứ cho lo hết khi các bạn đã viết được một cái chương trình gọi là đủ lớn và đủ full thư viện à đủ full bộ nhớ ấy, thì cái việc khai báo biến tối ưu thì cái đó là quá đơn giản đối với các bạn rồi đúng không? Hả? Nên là mình làm quen dần thì mình các bạn cứ cho nó lo hết cho nó tiện rồi sau đó tới các cái chương trình con nếu có à, ở đây mình có các cái chương trình con rồi đó thì mình sẽ gắn nó vào mình sẽ có voi nhấp nháy led đơn led ở đây mình cho các bạn là ba cách ha à. mình thêm cho chữ là cách một ừ. cho nó dài dài xíu cũng được ha các bạn đặt cái tên như thế nào cũng được nhớ có xếp gạch đừng đừng có dùng mấy cái tiếng việt hay là dùng có dấu là được ha mấy cái dấu cơ bản thôi dấu xếp gạch là được rồi cách cơ bản đầu tiên thì mình xuất trực tiếp ra luôn mình sẽ có là gì gbio y đây y pin chứ à, mình sẽ có là b led nè led mình cho mức một rồi sau đó mình sẽ có delay 500. Mất 0. 500. Rồi ở đây truy xuất thì mình sẽ truy xuất phụ thuộc vào con số 1 và con số 0 luôn. Mình không có dùng cái lệnh người ta định nghĩa có sẵn nên xíu nó sẽ báo cho mình cái quanh đi nhỏ nhỏ ha. Đó không quan trọng lắm. Tại vì mình dùng mức 1, mức 0 đó, thì mình sẽ kiểm soát chương trình nó tốt hơn. À, mình nạp luôn nên là mình sẽ khai báo cài luôn nhé Rồi mình cắm cái acetylene vào. Ừ, nãy mình có test cái chương trình đúng không? Rồi mình có này, có acetylene debug nhá. mình nhớ mình chọn acetylene debug. Setting thì mình sử dụng nó mặc định luôn, tự động nó sẽ hiển thị cái này vào switch luôn. Rồi sau đó mình sẽ qua cái thằng flash mình reset khi chạy nhớ nha mình sẽ reset khi chạy chứ không là khi mình nạp vào là mình phải nhấn reset nó mới chạy á rồi ok mình nhấn vào Bill rồi nó báo cho hai mình hai cái winding là hai cái hàm đó ừ, trên này thì nó để là do mình có cái định nghĩa rồi mình không có dùng mà mình dùng cái con số 0 số 1 nên nó báo chỉ đơn giản thôi rồi, ok nhưng mình nhấn vào lock nha khi mình nhấn vào lock thì đầu tiên mình mới lock thì mình phải nhấn reset thì nó mới chạy còn bạn nào có cách nào mình mình mới vừa lót xong mà mình không cần nhấn reset nó vẫn chạy thì các bạn có thể chỉ mình dưới ha. Các bạn có thể comment ở dưới video. À, ở đây mình bắt buộc mình phải nhấn reset thì nó mới chạy. Và chỉ một lần thôi, những lần sau thì mình không cần nữa, tự động nó sẽ mặc định. Ở đây mình cấm nguồn vô nha để nó... à, mình dùng nguồn 12V riêng bên ngoài. Đây là cách thứ nhất. Mình copy cách thứ nhất này ra, mình làm cách thứ hai. Cách thứ hai thì nó không cần phải có hai delay. À, cái này chẳng qua mình chỉ làm cho các bạn quen thôi nha Chứ còn nó không Mấy cái này thì nó không có gì để nói hết Mình có trạng thái cộng cộng Nếu Trạng thái lớn một Cho trạng thái bằng 0 Và mình kiểm tra nếu mà Trạng thái bằng bằng một Thì mình này Eo à, Bằng một Thì mình cho nó số 1 Bằng 0 cho nó số 0 Và mình chỉ cần một cái delay Và mình sẽ có nhấp nháy cách 2 À, ok đơn giản đúng không rồi đối với cái cách này thì các bạn phải lưu ý mình bị thiếu một cái thứ nhất là gì trong cái hàm voi men trước quay một nha trước quay một nha mình phải để ý này chỗ này mình sẽ khởi tạo các cái thư viện hay là các cái hàm càng hay là các khởi tạo nếu có mình ghi cho nó thấy không các khởi tạo nếu có dù dụ như sao là mình có LCD thì mình có LCD nịt nè rồi mình có mơ thì khởi tạo mơ có ngắt khởi tạo ngắt có ADC khởi tạo ADC thì mình đều gắn ở chỗ này hết nhớ nha rồi sau đó bắt đầu tiếp tục xuống này mình có các cái uh, gắn giá trị ban đầu cho biến ừ, là, cho, là cho biến thì đầu tiên mình có trạng thái bằng không nếu các bạn không gắn á, thì thường thường đối với nhiều phần mềm á nó sẽ không có mặc định là bằng không mà nó sẽ random một cái con số bất kỳ. À, còn đối với phần mềm này thì mình thấy nó cứ nó bằng không hoài hình như là hình như vậy sao? Mình cũng không rõ nhưng mà mình toàn là mình gắn trước cho nó an toàn. Ừ. Rồi sau đó mình gọi cách hai, mình nhấn bill nhé. Rồi sau đó mình nhấn và vào lót ừ. vào. Mình chép ừ, Thế Các bạn thấy nó chép đúng không? Ok bây giờ bắt đầu mình tiếp tục một cái phương pháp nữa Thì cái phương pháp tiếp theo thì mình không có để ở đây Mình gõ luôn xuống cái này đi Copy này ra Nó không có dùng cái thằng Y -bin nữa Mà lúc này nó sẽ dùng cái thằng là Togo Pin à, à nó có thằng Togo pin thì Nó có nghĩa là đảo Vậy thôi đơn giản Bài này mình chỉ làm quen thôi Làm quen để cách sử dụng chương trình thôi À. Ok à, Nó cũng chết bình thường đúng không right. Đây là các, các cái cấu trúc cơ bản của cái chương trình Những cái chỗ mà mình note đây thì Các bạn sau này các bạn để như thế này Thì mình sẽ kiểm soát chương trình Được tốt hơn Ví dụ như khi cần fix một cái lỗi đó Mình chỉ cần trỏ tới đúng cái vị trí mà mình đã quy định Chứ còn nếu các bạn để lung tung ở dưới này thì vẫn được thôi chứ không có gì hết nhưng mà khi các bạn cần tìm để sửa này kia thì nó rất là khó khăn ha rồi ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo